Xin chào quý vị và các bạn. Chiếc máy xay mít pan cao cấp nhất của LG 9kg có giá khoảng 17 đến 18 triệu, trong khi chiếc máy xay mít pan 9kg của Electrolux có giá lên tới 23 đến 24 triệu. Vậy có điều gì khác nhau mà chênh lệch tới 6 triệu đến như vậy, và 6 triệu đó có đem lại cái hiệu quả xứng đáng hay không? Thì video này tôi sẽ đi giải đáp cùng các bạn. Trước hết tôi đặt hai chiếc máy xay này và bóc hết lớp vỏ bên ngoài ra để có thể so sánh những điều cốt lõi bên trong, vì khi đi mua sắm ở ngoài thị trường thường các bạn sẽ chỉ nhìn được ở vẻ bề ngoài. Ở đây các bạn sẽ nhìn được rõ ràng và chi tiết hơn từ trong ra ngoài. Cụ thể, chi tiết quan trọng nhất có thể kể đến đó chính là motor của máy. Thì đối với máy sấy LG, motor là của thương hiệu LG Electrolux sản xuất tại Hàn Quốc. Dây đai chuyển động của hãng Microvibel Made in China. Và cái lồng sấy thì được làm bằng inox sáng bóng. Cái sáng bóng này thì nó sẽ rất là long lanh và đẹp, đỡ cản không khí hơn. Nhưng tuy nhiên trong quá trình chuyển động, hệ thống chuyển động khả năng bám dính và mượt mà, khả năng sẽ xảy ra hiện tượng trơn trượt. Ngoài ra thì tôi cũng chưa hiểu được vì sao cái hãng LG lại đáp thêm những cái tấm tôn vào đây. Cái này thì có thể làm tôn xương, thì tôi phán đoán là căng cứng hơn, nhưng mà trong quá trình vận động về mặt thời gian lâu dài có thể gió lọt qua những cái khe này, có thể gây ra những cái tiếng ồn nhất định. Còn chuyển sang đối với máy sấy heat pump của Electrolux thì trái tim của máy sấy động cơ là của thương hiệu Nidec sản xuất tại châu Âu. Nidec là một cái thương hiệu chỉ chuyên về sản xuất motor thôi ạ, và nó đẳng cấp hàng đầu trên thế giới. Hệ thống chuyển động là của Hutchinson sản xuất tại châu Âu, và cái lồng sấy là làm bằng thép không gỉ có bề mặt sáng mờ kết hợp với những đường dập chìm hình tròn sẽ tăng khả năng bám dính của hệ thống chuyển động từ motor ra lồng sấy. Tuy nhiên những cái đồng xu như thế này thì có thể sẽ gây ra những tiếng gió nhất định trong quá trình chuyển động. Về phần cứng ở bên trong còn có thể kể đến hệ thống khung. Thì Electrolux là một cái thương hiệu của châu Âu, họ làm những cái khung rất là chắc chắn, to bản, dày dặn. Lớp sau lưng làm bằng một tấm nhựa rất là dày. Cái này sẽ giảm chấn và giảm rung tốt hơn. Thanh rằng bên sườn cũng làm rất là dày dặn và chắc chắn, đây các bạn có nhìn thấy. Trong khi đối với LG thì cái thanh rằng họ làm nó nhỏ hơn, và thanh rằng bên trái thậm chí họ còn tận dụng luôn cái hộp thanh nhựa hộp chứa nước để làm thanh chắn. Còn về phía lưng, trong khi Electrolux làm bằng nhựa khung chất lượng cao cấp giảm chấn thì LG làm bằng một lớp tôn. Thực ra thì cái cách mà cái lưng trang trí bằng một lớp tôn như thế này thì thường thì Electrolux họ triển khai ở những cái dòng thông dụng. Đối với cái dòng máy sấy thông hơi, đây là một chiếc máy sấy thông hơi của Electrolux giá bình dân, thì họ cũng làm kiểu tương tự như của LG, nhưng duy nhất có cái dòng cao cấp thì họ mới làm bằng cái bản nhựa khung khối không gian, các bạn không nhìn thấy đây. Cái này nó sẽ tiêu âm và giảm chấn rất là tốt. Đó là chi tiết quan trọng đầu tiên của chiếc máy sấy. Bộ phận quan trọng thứ hai của máy sấy bơm nhiệt chính là hệ thống bộ điều hòa không khí, có thể nói luôn là bộ điều hòa nhiệt độ. Ở máy sấy bơm nhiệt họ không sử dụng thanh sợi đốt mà họ sử dụng nguyên một bộ điều hòa. Đây các bạn có thể nhìn thấy máy nén, LG đã rất là cẩn thận khi bọc cho nó một cái lớp vỏ để tiêu âm cách âm. Thì máy nén này là của sản xuất tại Trung Quốc, của Electrolux cũng là bộ điều hòa và cũng sản xuất tại Trung Quốc, Made in China, máy nén Ritchie. Có một điều khác nhau nữa ở trong hai bộ điều hòa này là LG sử dụng môi chất làm lạnh ga R134A có chỉ số nóng lên toàn cầu GWP bằng 1430, trong khi bộ điều hòa nhiệt độ trong máy sấy Elec sử dụng môi chất làm lạnh ga R290. Ga R290 thì có chỉ số nóng lên toàn cầu GWP bằng 3 đơn vị và của khí CO2 là bằng 1 đơn vị. Bộ phận quan trọng thứ ba của chiếc máy sấy chính là mặt điện tử. Các bạn có thể nhìn thấy cái bảng mạch điện tử của LG to bản, phủ một lớp silicon rất là dày trên bề mặt để chống ẩm, và các chi tiết nộ thiên rất dễ nhìn và quan sát, độ tinh chỉnh là khá cao. Còn đối với bảng mạch của Electrolux, nó theo một cái phong cách thiết kế mà đâu đó các bạn gặp ở những chiếc xe hơi
cao cấp khi bạn mở lắp capo lên nhé, toàn bộ bảng mạch nó được đóng gói gọn gàng trong một chiếc hộp. Tôi có thể cậy ra một chút để các bạn nhìn một phần. Rất là gọn gàng, các cuộn dây họ đã bó gọn gàng và họ để vào một cái hộp. Đó là cái kiểu đóng gói combo gọn gàng mà thường thấy trên những chiếc xe hơi cao cấp. Và điều bạn quan tâm hơn là với cái motor cũng như bộ phát nhiệt và điều hòa hoặc cái mạch điện tử đó thì nó đem lại cái chất lượng như thế nào, thì đấy mới là các điều các bạn quan tâm. Thì ở đây tôi sẽ thử một cái yếu tố thể hiện cái tiêu chí quan trọng nhất của đánh giá hiệu suất hoạt động của một cái động cơ, đó chính là hiệu suất năng lượng. Tôi thử bằng cách cắm thử điện nào và đo xem nó tiêu hao bao nhiêu điện năng khi bật cùng một chế độ sấy. Chiếc máy sấy Electrolux này có công suất danh định chỉ 700W, các bạn có thể nhìn thấy công suất danh định chỉ 700W ạ. Thấp nhất trên thị trường hiện nay. Công suất danh định nó không nói lên công suất tiêu thụ điện mà nó nói lên rằng là cái đường dây cấp điện tối thiểu phải có cái sức chịu tải là bao nhiêu. Ở đây tôi bật thử một chế độ gọi là sấy cốt tông. Chương trình sấy cốt tông là chương trình sấy dữ dội và tốn nhiều điện năng nhất của máy sấy, và tôi bật thử. Sau đó tôi sẽ đo thử xem là nó tiêu thụ bao nhiêu điện năng. Em thử chuyển ra đằng sau xem cái điện trên nó đo là tiêu thụ và có bao nhiêu quá điện. Bao nhiêu ạ? Từ 5,9 đến 65W ạ. 60W ạ. Khoảng trên dưới 60W. Tôi tắt đi và cắm sang máy LG. Thực tế là tôi đã từng kiểm định của những chiếc máy sấy Heatpump Electrolux thì mỗi mẻ sấy nó hết khoảng tầm 0,7 đến 0,8 số điện. Đó là tiêu thụ điện năng của máy sấy Electrolux. Và bây giờ tôi sẽ cắm sang chiếc máy sấy của LG. Chiếc máy sấy của LG này thì có công suất danh định là 1000W, cao hơn một chút so với Electrolux là 700W. Nhưng tuy nhiên công suất danh định 7000W thì cũng đã là thấp lắm rồi. Bởi vì những chiếc máy sấy bình dân trên thị trường thì thường có công suất danh định vào khoảng từ 2000 đến 2200. Tôi cũng bật chế độ sấy tương tự là chế độ sấy cốt tông giống như Electrolux và thử xem nó tiêu thụ bao nhiêu watt. Em thử đi vòng sang bên kia em xem cái đồng hồ. Thử đi vào xem. Đợi em tua máy lên. Đó. Cái quá trình tăng giảm tốc độ của máy LG nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Vì thế cái công suất nó diễn ra thất thường. Đợi lúc tôi vòng tua máy nó lên. Đó, lúc này tôi đưa máy lên cho bác không thấy ạ. Có bao nhiêu watt ạ? 110W ạ. 110W. Vậy là hiệu suất khả năng tiêu thụ điện năng của máy LG sẽ cao hơn đấy đấy chú bác. Thực ra thì cái việc tiền điện thì nó không phải là vấn đề. Nhưng cái tiêu hao năng lượng thì đó là một cái chỉ số cơ bản để nói lên rằng là cái sự phối kết hợp cũng như tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật của các bộ phận quan trọng bên trong của máy nó cao đến đâu, và cái vi mạch nó thông minh để điều khiển nhịp nhàng đến đâu thì nó mới dẫn đến một cái hiệu quả vừa sấy khô quần áo và vừa tiêu thụ hết ít điện năng như vậy. Thì qua một cái thông số vừa rồi để các bạn có được một cái đánh giá mang tính chung nhất, một cái tiêu chí quan trọng nhất. Sau khi đã so sánh những cái bên trong thì bây giờ tôi so sánh tiếp những cái yếu tố bên ngoài. Quan điểm của tôi thì không nói lên là đẹp hơn hay xấu hơn, bởi vì đó là thẩm mỹ của từng người. Nhưng có một sự khác biệt cơ bản mà các bạn có thể nhận ra, đó là form thiết kế của Electrolux thường có xu hướng phồng ra phía trước, còn của LG thì họ làm theo kiểu mặt phẳng, rất là trẻ trung và năng động. Nhưng tuy nhiên trong quá trình sử dụng, ở đây là tôi để máy sấy cao lên nhé, và bình thường ở nhà các bạn là để thấp xuống, nó chỉ mặt đến như này. Thì trong quá trình sử dụng thì khi bạn vặn các chế độ này thì các bạn sẽ nhìn từ trên xuống dưới nó khó, và các bạn thường phải cúi để nhìn rõ hơn. Còn của Electrolux cái bề mặt nó hơi phồng ra phía trước, vì thế khi các bạn sử dụng các bạn sẽ dễ quan sát, nhìn từ trên xuống hơn và dễ dàng sử dụng. Ngoài ra có những điều rất là tinh tế mà các bạn có thể nhận ra ngay đây này. Em có thể quay gần để cho các bạn ấy nhận ra rõ hơn. Ngay đến những cái nút vặn của Electrolux
họ làm cũng rất là tinh chỉnh. Bên cạnh có những cái đường G để mình cầm vào nó bám tay hơn, khi vặn nó sẽ sật rất là thật tay. Phông chữ chữ to nhưng mà rất dễ đọc và sắc nét. Còn sang đến LG, cái nút vặn bằng nhựa đen và phủ một lớp chrome sáng bóng, trông thì bóng bẩy nhưng cầm nó hơi lỏng, nó không chặt tay như là Elite, và vặn nó tẹt, nó không sật cảm xúc như bên kia. Các cái phông chữ ở đây tương đối khó đọc, hơn nữa là cái mặt phẳng, vì thế lúc đọc thường bạn phải cúi và bạn nhìn kỹ hơn. Thì cái này nó là cái quan điểm thiết kế, bởi vì Electrolux kia cái xuất xứ châu Âu, nó có cái quan điểm thiết kế rất là thực dụng, nó đi vào cái ứng dụng thực tế nhiều hơn. Còn về phần cửa thì LG họ phối hợp giữa toàn thân máy màu trắng kết hợp với cửa màu đen hai lớp và những cái viền mạ chrome. Tay nắm còn làm khuất bên trong rất là kín đáo, khiến cho cái khoang cửa này nó tròn trịa, nó xinh hơn. Tuy nhiên mở ra mở vào thì độ thuận tiện nó sẽ khác so với Electrolux. Electrolux trông qua có vẻ thô và cứng cáp bởi vì họ làm cái tay nắm vấu ra bên ngoài, mặc dù đã cách điệu duyên dáng nhưng nó sẽ thiếu kín đáo như là LG. Tuy nhiên nó lại có một cái lợi thế, nó lại mở dụng rất là thuận tiện. Thông thường các bạn sẽ sử thuận tay phải mở chéo từ trên xuống dưới, nắm vào cái vấu này sẽ cực kỳ là thuận tiện, trong khi của LG có thể nhầm lẫn, nó có hai vấu đây, có thể bạn quen như này, người ta mở bên này sang. Và đi vào bên trong, cái cửa này thì đều là cùng cửa hai lớp ạ, Elite cũng hai lớp và LG cũng hai lớp, cách âm và cách nhiệt. Phía bên trong lồng sấy, máy sấy hít băng thì các năng đều trang bị một cái giá để đồ. Đây là cái giá để đồ để sấy những cái đồ mềm mỏng của LG. Đây tôi để tạm sang đây. Còn đây là một cái giá để đồ của hãng Electrolux. Các bạn thấy khi tôi cầm ở bên kia tôi phải dùng hai tay tôi nâng lên nó mới đều, còn ở đây tôi chỉ cầm một tay thôi. Nó bởi vì nó có quai nắm rất dày dặn chắc chắn, phục vụ người tiêu dùng nhiều hơn. Đây tôi để cạnh các bạn nhìn thấy hai cái giá để đồ của hai thương hiệu rõ ràng là có sự khác biệt, có thể cảm nhận được luôn bằng mắt. Không chỉ khác biệt về mặt hình thức, thuận tiện, chất lượng mà nó còn tinh tế ở những cái cảnh báo trong quá trình sử dụng. Còn đây là cái lưới lọc sơ vải đến từ thương hiệu Electrolux, và đây là lưới lọc sơ vải đến từ thương hiệu LG. Tôi có thể mở ra để các bạn so sánh. Đó, đây là của LG, còn đây là của Electrolux ạ. Put, ấn, nó khác nhau đúng không ạ? Nhìn có thể cảm nhận được. Đi sâu vào trong lồng sấy, các bạn sẽ nhìn thấy Electrolux thiết kế lồng sấy bằng chất liệu thép không gỉ, được dập nổi những hình tròn đồng xu và lá lật vải uốn cong. Cái khả năng uốn cong rất là nhiều như này, để trong quá trình xoay đồ sấy trong lồng, cái sự tác động nó nhẹ nhàng và mềm dẻo hơn, nâng niu các sợi vải, sấy sẽ bảo vệ vải hơn. Còn đối với cái LG thì lồng sấy bằng chất liệu inox, mạ chrome sáng bóng, rất dễ vệ sinh và không có những đường dập nổi. Còn cái cánh lật họ làm rất to bản, các bạn có nhìn thấy đây, giúp lật quần áo tốt hơn. Cái cạnh này họ làm vuông thẳng thì lật quần áo sẽ rất là mạnh mẽ, nhưng cái sự chăm chút và nâng niu thì nó sẽ đuối hơn so với cái cách thiết kế cái lá lật vải uốn cong hình chữ S như là của Electrolux. Một điều khác biệt nữa đó chính là phần dưới của máy. Thì Electrolux họ thiết kế theo kiểu lắp ghép modun mở ra mở vào để các bạn có thể dễ dàng thuận tiện trong việc bảo trì cũng như là vệ sinh làm sạch cái dàn trao đổi nhiệt. Đây là dàn trao đổi nhiệt của máy sấy quần áo. Trong quá trình sử dụng sẽ có một lớp bụi nó bám vào bề mặt, lâu ngày nó sẽ mô ve cản cái hiệu suất truyền nhiệt đi, nó sẽ giảm hiệu suất của động cơ. Thì họ thiết kế như này để các bạn có thể vệ sinh bằng chổi sơn hoặc đưa máy hút bụi vào, nó rất là dễ dàng. Còn của LG thì nó kín ở bên trong thì các bạn sẽ không tự làm được, mà đều sẽ phải gọi thợ của hãng. Họ cũng có, cũng dàn trao đổi nhiệt ở sâu bên trong và nó kín như này thì các bạn sẽ không làm được. Một điều nó nhỏ nữa đó chính là cái lớp vỏ bên ngoài. Đây là một cái lắp sườn của hãng LG, rất dày dặn và chắc chắn. Còn đây là một cái lắp sườn của máy Electrolux, cũng dày dặn chắc chắn tương tự, nhưng có một khác biệt nho nhỏ. Electrolux dán thêm những tấm đệm có tính chất là tiêu âm và giảm chấn để cho quá trình vận hành của máy nó được êm ái và tĩnh lặng hơn. Đó là những khác biệt bên trong, bên ngoài.
Cái bên ngoài này tôi chỉ nhấn mạnh cái sự thiết kế thôi. Quan điểm thiết kế của LG là trẻ trung thời trang và bắt mắt, đem lại những cảm giác bóng bẩy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn quan điểm của Electrolux, nó thiết kế mang tính thực dụng hơn. Cái thiết kế là để phục vụ ứng dụng thực tiễn, để cho quá trình sử dụng được thuận tiện nhất. Sau đó nó mới quan tâm đến hình thức. Còn ngay cái sự phối màu này, người châu Âu họ quan tâm đến sự riêng tư. Họ mong muốn những cảm xúc thanh bình nhẹ nhàng, từ từ. Vì thế họ phối màu là những cái phối màu đó hợp nhau, chứ không phải để tôn nhau một cách bóng lộn như là của LG. Còn về cái hiệu quả sấy đem lại thì cả hai chiếc máy sấy này đều công nghệ sấy hít băng, đều có thể sấy được những cái vải cao cấp như vải lụa tơ tằm hoặc là vải len. Đây, Electrolux cũng vậy, có thể sấy đồ lụa, đồ tơ tằm. Tuy nhiên ở đây có một cái hay này, Electrolux có một cái chứng chỉ của Walmart về khả năng chăm sóc và bảo vệ vải. Walmart là một cái hiệp hội tơ lụa len giả rất lớn trên thế giới, và Electrolux đã gửi máy đến đó, họ kiểm định rằng cái bảo vệ vải len của máy Electrolux là đạt tiêu chuẩn. Đấy là một cái rất hay. Về mặt công nghệ thì cả hai cái này đều tương đối đầy đủ, sấy các loại vải khác nhau, công nghệ sấy chống nhăn, sấy diệt khuẩn. Như Electrolux có sấy diệt khuẩn hay Nikkei chẳng hạn. Tuy nhiên tôi chỉ nói sự khác biệt thôi. Thì Electrolux nó có một cái khác biệt, đó là cái cảm biến 3D sensor. Đây là cái cảm biến đa chiều dẫn đến hiệu quả sấy cao hơn. Vì thông thường ấy, tất cả các máy sấy quần áo thì tối thiểu đều có cảm biến bên trong lồng ở phía dưới cửa để đo độ ẩm, để có thể dừng nhận biết cái độ khô cần thiết của đồ sấy để dừng tại thời điểm phù hợp. Tuy nhiên trong trường hợp mà bạn sấy nhiều đồ hoặc là đồ nhỏ bị quấn vào đồ to thì phải đến cái cảm biến đa chiều 3D sensor này, nó mới nhận biết cái độ ẩm từ trong ra ngoài cũng như là của trong đồ nhỏ trong đồ to nó hoàn hảo hơn. Vì thế với cái hệ cảm biến 3D sensor này sẽ đem lại cái hiệu quả sấy khô tốt hơn. Ngoài ra, từ những cái tinh chỉnh trong việc bám dính giữa hệ thống chuyển động đến lồng sấy, đến thiết kế lồng sấy, đến cánh lật đa chiều, đến cảm biến 3D sensor, rồi đến bộ điều hòa biến tần, thì Electrolux nó hơn một thứ mà nó gọi là công nghệ delicate care, tức là cái khả năng chăm sóc những cái vải tơ tằm, những cái độ tinh xảo, những cái chất tự nhiên nhạy cảm ấy, thì Electrolux sẽ nhỉnh hơn một chút. Thì đấy là những cái nó liên quan đến cái chất lượng của máy, nó sẽ nhỉnh hơn. Còn một điều khác nữa, đó là cái chính sách bảo hành của hai hãng này thì nó có khác nhau nhỏ. Cả hai đều bảo hành toàn bộ máy 2 năm tại nhà, riêng motor và lồng sấy là bảo hành 10 năm. Tuy nhiên hãng Electrolux có thêm một chương trình đổi mới trong 30 ngày. Nếu máy có xảy ra một lỗi kỹ thuật nào đó thì hãng sẽ đổi những máy mới tại nhà cho bạn. Còn cái máy sấy Electrolux này là của thương hiệu Thụy Điển, xuất xứ Ba Lan, của LG, thương hiệu Hàn Quốc, xuất xứ Hàn Quốc. Phiên bản này của hãng Electrolux là phiên bản sử dụng toàn cầu, xuất sang những thị trường cao cấp như Canada, EU, Nhật Bản. Khi xuất về Việt Nam, họ chỉ thay đổi cái tờ giấy để dán ở cái phông ở cái trán máy, thay cái phông chữ, bổ sung chữ tiếng Việt để mọi người có thể sử dụng thuận tiện hơn. Còn của LG, tôi không chắc là có xuất sang Nhật Bản hay Canada hay không, nhưng chỉ riêng với cái yếu tố mà bộ điều hòa ấy, sử dụng cái môi chất làm lạnh R134A có hệ số nóng lên toàn cầu GWP bằng 1430 thì chắc chắn sang những cái thị trường mà cái dân trí cao, ý thức bảo vệ môi trường tốt như là các thị trường cao cấp ấy, thì họ sẽ có những cái rào cản nhất định, chắc chắn nó sẽ gặp phải những cái rào cản nhất định. Bởi vì ở những cái thị trường như Nhật Bản hoặc Canada thì điều hòa hiện nay, điều hòa sử dụng trong nhà thì họ cũng đã sử dụng cái ga R290 này rồi, 290 đi trong chiếc máy sấy này rồi. Còn ở thị trường Việt Nam mà điều hòa ở nhà các bạn đi dùng ấy, thì phổ biến nó là ga 410 và ga R32. Ga 410 thì có hệ số nóng lên toàn cầu là 2090, còn ga R32 thì có hệ số nóng lên toàn cầu là 675, trong khi thì ga này chỉ có 3 đơn vị. Thì đấy là những cái khác biệt từ trong ra ngoài, cũng như là
những cái tiêu chuẩn gia tăng khác. Thì qua video này tôi cũng hy vọng đã giải đáp được phần nào cái khúc mắc của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.